Hello, chào các em nha, đây là Nhật Audio. Trong video hôm nay thì Nhật sẽ mang đến cho các em một dòng sản phẩm âm ly mà mình bán cực kỳ chạy trong khoảng thời gian gần đây. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Bang & Olufsen và tên model là Bell Center 1600. Đây là dòng sản phẩm mà phải nói là rất là hiếm hàng trên thị trường hiện nay nha mà. Và con này là dòng mà nó sẽ có thiết kế là 3-1 cho anh em. Em thể mà vừa nghe nhạc, vừa nghe đài radio và vừa nghe cả đầu băng cassette nữa nè mà. Đây nó sẽ có một cái đầu băng cassette cho anh em. Mà đọc mà nó rất là tốt nè mà. Đây, phía trên trong sản phẩm này ghế con gỗ và nó lên rất là đẹp nha anh em. Đây, đầu băng cassette của nó cũng còn mặt đầu rất là tốt nha anh em. Đây là nhìn sexy bên trong với keng nè mà. Và đặc biệt là dòng sản phẩm này thì nó chỉ ở phân khúc bình dân thôi anh em. Chơi miếng cặp loa đến từ thị trường của châu Âu, ví dụ như là cặp loa của Belfort, BN Đức và những loa Mỹ, ví dụ như là JBL. Loa Nhật thì nó hát nó là siêu hay luôn nhưng mà và nó phải nói là không có kén loa nha anh em. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức nhờ về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về thôi nhưng mà về hình thức đó là rất là mới, rất đẹp keng anh em. Con này thì nó sẽ có một cái size ngang và nói là cực kỳ rộng quá anh em ạ, theo đúng tiêu chuẩn thị trường của châu Âu. Kích thước thì mình sẽ để ngay trên màn hình. Còn bên đây là cái nút chức năng trong sản phẩm này thì sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ có nút quay điều chỉnh về volume nha anh em. Bên cạnh là nút quay điều chỉnh về ba lăng nha anh em. Còn đây là nút quay điều chỉnh về bass và chép. Còn đây là nút để điều chỉnh về đài radio sản phẩm. Con này nó sẽ bắt được 108 số nha anh em. Nói chung là tất cả các đài ở Việt Nam thì nó bắt sóng và nó là kỳ là tốt nhưng mà và đài của dòng này mình đánh giá là khả năng bắt sóng cũng rất là cao nha anh em. Khi nó thu tín hiệu và nó là rất là tốt, ít bị ù rè. Còn bên dưới là cái cổng để mà anh em lấy tín hiệu nha anh em. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cổng tép để anh em bế tín hiệu nghe nhạc, phono để anh em chơi bằng đĩa than, còn FM là anh em bắt tín hiệu đài radio, còn nút off mà là nút ở tắt máy nha anh em. Còn bên đây là cái nút chức năng của phần băng cassette nha anh em. Nói chung thì nó cũng rất là đơn giản và dễ dàng để điều chỉnh thôi nhưng mà. Đây mình quay chi tiết về mặt sau cái sản phẩm này cho anh em cùng xem. Còn đây là mặt bên của sản phẩm này anh em, nó cũng có vân gỗ nha anh em. Thiết kế dòng này và nó là rất là sang trọng, anh em rất là dễ để trưng bày trong các không gian nhà khác nhau. Còn về mặt sau của sản phẩm này thì đầu tiên chúng ta thấy là sản phẩm sẽ trang bị cho hệ thống là 4 cặp loa nha anh em. Đây R1, L1, R2 và L2 anh em. Anh em mua mình tặng cho anh em hai cái dắt chuyển ra loa để cho anh em phải mà kết nối dễ dàng hơn với cái loa của anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là một cái nhôm tản nhiệt cho anh em và nó sẽ chứa sò ở bên trong. Còn bên đây là cái cổng để mà lấy tín hiệu anh em. Đây cổng tép mà chúng ta sẽ lấy tín hiệu nghe nhạc, phono anh em chơi mâm đĩa than. Còn đây là FM là cổng nó là bắt sóng đài radio nha anh em. Còn về mặt dưới của sản phẩm thì sẽ có tem in thông tin về sản phẩm nha anh em. Đây cái này sẽ đến từ thương hiệu và của B&O. Cái này sẽ xài 4 dòng điện nha anh em. Ở đây sẽ có công tắc để chuyển đổi giữa 4 dòng điện. Và hiện tại thì được đang để ở điện là 220V theo đúng tiêu chuẩn của thị trường Việt Nam. Con này nó sẽ có công suất là 170W nha anh em. Đây là tem với dòng sản phẩm này, tên model là NR1600. Con này sẽ là hàng chính hãng ở Made in Đan Mạch anh em. Đây, ở đây anh em sẽ thấy là nội thất ở bên trong thì nó sẽ có hai cái cục sám anh em. Đây anh em sẽ thấy là tăng phô của nó anh em. Phô của nó thì vẫn còn màu vàng óng ánh anh em. Đây sắc xì còn sáng giới anh em. Linh kiện bên trong còn rất là sáng màu. Đây nó còn rất là mới đẹp keng nha anh em.
anh em sẽ thấy là nó sẽ trang bị chúng ta cái quạt anh em. Và cấu hình ở bên trong thì Bell Center 1600 thì sẽ trang bị cho chúng ta tổng cộng là 8 con sò MOSFET anh em, cộng với công suất của nó đến tận là 170W thì nó phải nói là rất là dễ dàng để cho anh em có thể mà cố ghép loa anh em. Cái này thì anh em chơi tốt với, nếu mà anh em chơi hai cặp thì anh em chơi hai cặp tầm 3 tấc hoặc 2 tấc rưỡi lại thì nó sẽ cho ra xích âm hay nhất cho anh em. Và thôi không dài dòng nữa, mình vào ngay bài test xích âm của Bell Center 1600. Mở anh em. Bell Center 1600 mình nói là rất là hoàn hảo, nhưng mà cái ba giải bass, mid và treble của nó tái tạo lại nghe phải nói là hết sức là đặc sắc anh em, rất là bén, rất là tơi nhuyễn, và khi mà anh em mà lên cao trào nó rất là hay. Cái này phải nói là không có điểm gì để chê, nhưng mà và giá nhập để lại cho anh em rất là rẻ, chỉ với 3.800.000 đồng. Còn nếu anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại của Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Hẹn gặp tất cả anh em vào những video sau. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.